nghỉ dưỡng an yên bên sông, cuộc sống thời thượng đã có mặt tại Sầm Sơn. Một không gian sống tinh hoa ngay trên vùng đất kế sông cận biển sẽ không còn là mơ ước xa vời. Sự xuất hiện của Sun Riverside Villa, thành phố nghỉ dưỡng đa sắc màu ven sông Đơ hứa hẹn đem đến tiêu chuẩn an cư đẳng cấp chưa từng có tại Sầm Sơn. Bất động sản ven sông, chuẩn sống thượng lưu hiếm có khó tìm chẳng phải ngẫu nhiên mà các bất động sản ven sông luôn được giới đầu tư sành sỏi săn tìm suốt thời gian dài. Mặc cho những quan niệm về chốn an cư hoàn mỹ có thể đổi thay ít nhiều theo năm tháng, bởi lẽ sở hữu bất động sản hạng sang gần sông không chỉ khẳng định vị thế, đẳng cấp cho gia chủ mà còn mang đến cuộc sống xanh mát, thuần khiết, tràn năng lượng. Tuy nhiên, không dễ để có được một không gian sống xanh mát, hiền hòa giữa đô thị, nơi cảnh quan thiên nhiên thơ mộng hài hòa tuyệt đối với không gian đô thị văn minh hiện đại, nơi đủ sức bật tạo đà cho đô thị phát triển nhưng cũng mang tới nguồn năng lượng xanh dồi dào cho mỗi người dân. Chốn an cư lý tưởng ấy càng hiếm có khó tìm ở các thành phố lớn, thành phố du lịch sôi động. Tất cả đều cần bàn tay quy hoạch, kiến tạo của nhà chức trách địa phương và các chủ đầu tư đủ tâm, đủ tầm. Trên thế giới, câu chuyện về đô thị ven sông San Antonio, một trong những điểm đến hàng đầu của Texas, là kết quả của dự án cải tạo, quy hoạch cảnh quan đô thị ven sông nổi tiếng của nước Mỹ đã không còn xa lạ. San Antonio River Walk đem đến cho du khách cảm giác giống như được trở về với thiên nhiên giữa một đô thị đa dạng về bản sắc văn hóa, nơi du khách thảnh thơi uống bia Đức, nói tiếng Anh và ngắm những ngôi nhà kiểu Tây Ban Nha ven sông. Trong khi đó, đô thị sinh thái Lyon Con Luen tại Pháp cũng là hình mẫu không kém phần ấn tượng. Dự án này hoàn tất năm 2011 tại hợp lưu của hai dòng sông, tạo thành thế đất mũi tàu giáp ba mặt sông. Con Luen rộng 150 hectare, trong đó 60% diện tích là không gian xanh và không gian công cộng. Khu đô thị được vinh danh tại nhiều giải thưởng nhờ quy hoạch tôn vinh cảnh quan sông nước kết hợp với sử dụng vật liệu và công nghệ tiên tiến tạo ra một không gian sinh thái bền vững. Tại Việt Nam, các đô thị sinh thái ven sông đã trở thành khao khát của mọi tầng lớp nhờ tính thẩm mỹ và giá trị vàng cho sức khỏe. Theo đó, những đô thị được quy hoạch bài bản ven sông đã xuất hiện ở các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng. Những năm gần đây, với tốc độ phát triển nhanh về cơ sở hạ tầng, thu nhập của người dân ngày một tăng cao kéo theo nhu cầu sống hoàn mỹ, nhiều thành phố tiếp theo đang sẵn sàng tiến vào lãnh địa hiếm có khó tìm của giới thượng lưu bằng việc phát triển loại hình bất động sản ven sông thời thượng, mở ra phong cách sống sang trọng, tinh tế. Gần đây, Thanh Hóa nói chung và Sầm Sơn nói riêng là mảnh đất được nhắc đến khá nhiều trong vấn đề quy hoạch và phát triển đô thị ven sông. Ốc đảo Sa Hoa bên dòng sông Đơ vốn được biết đến là vùng đất giàu tiềm năng du lịch nghỉ dưỡng, Sầm Sơn với địa thế sông, biển giao hòa càng có nhiều điều kiện cho sự ra đời của các khu đô thị ven sông. Theo đó, siêu phẩm bất động sản ven sông mang tên Sun Riverside Villa đang được giới đầu tư bất động sản phía Bắc đón đợi trong tháng 9 này. Được phát triển bởi Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, Sun Riverside Villa gửi gắm kỳ vọng của Đại Bằng Việt về một thiên đường nghỉ dưỡng đa sắc màu rộng 29 hectare nằm bên dòng sông Đơ, Sầm Sơn. Theo đại diện Sun Property, không lâu nữa tại thành phố Sầm Sơn, giới đầu tư sẽ choáng ngợp trước một dự án bất động sản đẳng cấp, không chỉ gần biển mà còn bên sông. Dự án đáp ứng cả ba tiêu chí trong bộ quy tắc bất di bất dịch khi chọn mua bất động sản, đó là nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ. Quyết định tiên phong cải tạo dòng sông Đơ của Sun Group sẽ kiến tạo một không gian sống đẳng cấp, hoàn toàn mới mẻ với những biệt thự ven sông thiết kế ấn tượng ngay tâm điểm du lịch sầm uất của xứ Thanh. Trước bối cảnh dịch bệnh và sự đảo chiều về cuộc sống của giới thượng lưu, sự xa hoa giờ đây không còn thể hiện qua tài sản vật chất bề ngoài mà hơn tất cả chính là điều kiện sống nâng niu thể chất, nuôi dưỡng tinh thần. Tọa lạc bên sông Đơ, Sun Riverside Villa tựa như ốc đảo đậm chất nhiệt đới nhờ phong cách Miami phong khoáng, làn gió mới độc đáo, riêng biệt trên thị trường bất động sản xứ Thanh. Không chỉ sở hữu những căn biệt thự hòa mình vào thiên nhiên, mỗi ngày tại Sun Riverside Villa, cư dân sẽ đắm chìm vào cảm giác an nhiên, thảnh thơi khi dạo bước trên lối đi bộ ven sông, phóng tầm mắt ra bến du thuyền, vui đùa cùng gia đình bên đài phun nước, tượng đá, bãi biển nhân tạo và đặc biệt hơn cả là trải nghiệm chuỗi hai công viên Sun World đậm bản sắc văn hóa Việt được Sun Group đầu tư trong tương lai. Không gian thoáng đãng với nền nhiệt ôn hòa, làn gió mát lành thổi từ sông và biển hòa quyện với kiến trúc đậm chất Miami Nhát Deco, tân thuộc địa Tây Ban Nha, tất cả tô điểm cho sự hoàn mỹ của Sun Riverside Villa. Cùng với không gian chan hòa thiên nhiên, các biệt thự đơn lập, song lập hay tứ lập tại đây còn thỏa mãn gia chủ khó tính nhất bởi yếu tố phong thủy. Đó là một nơi trở về bình yên khi biệt thự được dòng sông Đơ bao bọc để ôm trọn phúc khí, tinh hoa của trời đất, đem lại cho gia chủ một cuộc sống an nhàn, khỏe mạnh, thư thái. Mặt khác, vị trí tọa lạc của dự án là nơi giao hòa của ba dòng chảy, sông Đơ, sông Mã và biển Sầm Sơn, cũng biểu trưng cho việc tài lộc hội tụ, sinh sôi nảy nở, phú quý đến với chủ nhân, có thể nói với độ kỳ công của sản phẩm. Vị trí đắc địa kết nối thẳng qua trục đại lộ trung tâm đến những công trình đẳng cấp và nằm trong quần thể tỷ đô của Sun Group tại Sầm Sơn. Sun Riverside Villa chính là dự án tâm điểm của thị trường bất động sản miền Bắc cuối năm nay, đồng thời là lựa chọn an cư, nghỉ dưỡng hoàn hảo, đáng mơ ước của tầng lớp tinh hoa.